Và sau đây sẽ là bộ phim dành cho những người đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Anh có bao nhiêu phần trăm? Đôi khi có những mối quan hệ chỉ là để quan hệ. Tình yêu lục đục, tình dục làm hòa. Em là sex. Hay lắm. Tình dục. Tình yêu. Tình yêu. Tình dục. Tình yêu. Tình dục. Tình bạn mà. Tình yêu mà không có tình dục thì như tình bạn. Tình dục mà không có tình yêu thì đó sẽ là một trải nghiệm trống rỗng. Nhưng đó là một trải nghiệm trống rỗng sướng nhất trên đời. Bọn con trai lúc nào cũng chỉ sex, sex, sex. Chê. Sex sướng mà. Chứ yêu mà không sướng là không có bền lâu được đâu nha. Mà bao lâu là đủ lâu? 30 phút, 1 tiếng. 3 ngày. Gì trời? Hả? Đang nói gì vậy? Mà nóng cái gì đâu. Hay hai mà đúng không? Dạ. Hai. Nóng gì ba này. Chưa nóng nữa hả? Rồi. Mọi người chờ đó. Anh có bao nhiêu phần trăm? Ba con sâu đúng không? Anh lấy loại nào? Anh lấy dùng hình siêu mỏng của Hải, có gân có gai, bôi trơn kéo dài tạo cảm giác hơn. Không mùi, có mùi, mùi dâu, mùi cao, mùi chocolate, mùi cà xanh hay mùi sầu riêng.